Tử về tháng 9 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi sổ, vận trình sản sổ, gặt hái được thành quả xứng đáng. Tháng 9 âm lịch sẽ là một tháng khá sáng đối với những chú trâu trên hầu hết các phương diện. Sự che chở của các ngôi sao may mắn giúp bạn nắm bắt tốt cơ hội hơn, dần gặt hái được những thành quả cho những nỗ lực bảy lâu nay. Nhờ có nguyệt lệnh làm quan đới, sự nghiệp của người tuổi sổ phát triển ổn định, bản mệnh phát huy được các ưu điểm nghiêm túc, cẩn trọng, tỉ mỉ của mình nên tiến độ và hiệu suất công việc khá cao. Cách làm việc của con giáp này cũng bất phần cứng nhắc, thay vào đó là sự linh hoạt, uyển chuyển trong từng tình huống, cũng bởi người tuổi này đã biết tiếp thu, quan sát nhiều hơn. Tài chính của những người sanh năm Sửu trong tháng mới cũng khá ổn định, tuy vẫn chưa có sự đột phá rõ ràng như mong muốn của bạn, nhưng cũng có khoản ra khoản vào, thu nhập đủ để khiến bạn yên tâm. Bạn cũng nên chú ý hơn tới việc quản lý tiền bạc và đầu tư, không nên dễ dàng tin tưởng người khác. Các mối quan hệ về con đường tình duyên của người tuổi Sửu khi bước sang tháng mới này cả lý tưởng, những cảm kết và thể hiện tình cảm của nửa kia. Đem tới cho bạn sự yên tâm và càng tin tưởng vào tình yêu này. Còn người độc thân có thể nhận được những lời tán tỉnh cũng là một trải nghiệm thú vị. Sức khỏe của những chú trâu tốt hay xấu tùy thuộc vào cách chăm sóc bản thân của bạn. Tháng này, công việc nhiều, thời gian nghỉ ngơi sẽ bị thua ngắn lại. Bạn có thể gặp tình trạng mất ngủ hoặc bỏ bê ăn uống, không có sự điều chỉnh hợp lý, thì sức khỏe không được đảm bảo nguồn năng lượng cần thiết khi làm việc. Xem tử vi tháng chỉnh âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi sửu luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp Tháng này, thái độ làm việc nghiêm túc, chăm chỉ sẽ mang tới cho bạn nhiều thành quả xứng đáng trong tháng, do được nguyệt lệnh làm quan đợi che chở. Các tình này sẽ giúp bạn nắm bắt cơ hội tốt hơn, chứng minh năng lực một cách không thể bàn cãi và cuộc sống sẽ đi đúng hướng mong muốn của bạn. Cách làm việc cũng bất phần cứng nhắc thay vào đó là sự linh hoạt, uyển chuyển trong từng tình huống cũng bởi người tuổi này đã biết tiếp thu và quan sát nhiều hơn. Dù công việc có bận rộn và nhiều áp lực nhưng bạn lại không hề cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi. Ngược lại, người tuổi này cảm thấy vô cùng phẫn khởi và vui vẻ. Bạn luôn nỗ lực hết mình, luôn muốn bản thân mình thiểu sót ở đâu để nắm bắt được và thay đổi. Rất có thể một vị trí mới sẽ trao đón người tuổi sổ trong tháng chín âm lịch này. Cơ hội hiểm không phải lúc nào cũng có, bạn nên chốc toàn lực để thể hiện khả năng của mình. Hiệu quả công việc cũng nhờ thể mà tăng lên đáng kể. Đây chính là cơ hội để bản mệnh khẳng định năng lực. Tháng này, nếu phải đi xa vì công việc thì cũng đừng nề hà mà hãy sẵn sàng cho mọi tình huống nhẹ. Nếu người tuổi sửu đang ấp ủ tham vọng gì thì tháng mới sẽ có thể tiến hành được bởi vì sẽ có người hỗ trợ nhiệt tình theo nhiều cách. Còn giáp này, còn hiểu rõ hơn về các cơ hội đầu tư, chấp nhận rủi ro, nhưng vẫn nên thận trọng trong hợp đồng để tránh các xung đột về tài chính không đáng cả. Ngoài ra, bạn cũng nên lưu tâm hơn trong quá trình làm việc chung với đồng nghiệp. Trong quá trình làm việc nhóm, việc xảy ra một số tranh cãi là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, trong trường hợp này, những chủ trâu không nên hành động bốc đồng, chứ đừng nói tới việc nói ra những lời cực đoan không kiềm chế, vì điều này sẽ dễ làm mất lòng đối phương và gây bất lợi cho tiến độ công việc sau này. 2. Luận về phương diện tài chính. Con đường tài chính của người tuổi sửu khá ổn định, nên nếu muốn có cuộc sống sung túc, giàu có thì bản mệnh nên chú ý dành thời gian, sức lực tập trung cho việc kiếm tiền, những chuyện khác tạm gác lại sau. Tất nhiên, để có nguồn thu nhập cao, những chú trong sẽ phải cố gắng rất nhiều, nhưng kết quả mà bạn thu được cũng rất đáng nể do nỗ lực của mình. Bạn cũng nên chú ý hơn tới việc quản lý tiền bạc lẫn đầu tư, không nên dễ dàng tin tưởng người khác, cũng không nên mạo hiểm vì muốn tìm lỗi tắt kiểm tiền nhanh chóng. Hãy chú ý tới những tình huống mà các khoản đầu tư của bạn do bạn được mời tham gia, mức độ rủi ro có thể xảy ra. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng thời gian rảnh của mình để kiếm thêm tiền, đảm bảo cho tương lai. Đừng lãng phí thời gian quý báu của mình mà hãy tận dụng tối đa từng khoảnh khắc để tăng thêm thu nhập. Về chi phí sinh hoạt, con giáp này cũng cần chú ý kiểm soát ham muốn tiêu dùng của mình để tránh chi tiêu quá mức, nên lập kế hoạch và quản lý tiền bạc cá nhân hợp lý, tiết kiệm một cách nghiêm túc là những lựa chọn sản xuất nhất ngay lúc này. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo con đường tình duyên của người sanh năm sổ vào tháng 9 âm lịch này khá lý tưởng. Đây sẽ là một tháng tuyệt vời với những khoảng thời gian thú vị để ở bên gia đình, bạn bè và đặc biệt là khi đi nghỉ ngơi hoặc tham gia các hoạt động nghỉ ngơi vui chơi. Về mặt tình cảm cá nhân, đối với những người cô đơn hoặc đang tìm kiếm tình cảm sẽ có sự lãng mạn có thể đột nhiên phải gọi bạn đấy. Bạn có thể nhận được những lời tán tỉnh, những cơ hội giao lưu làm quen với người khác giới. Đây cũng là một trải nghiệm thú vị mà bạn không nên bỏ lỡ. Nhưng trước hết, bạn nên cân bằng giữa công việc và tình cảm để không khiến mọi thứ trở nên dở gian. Với các cặp đôi, những cảm kết và thể hiện tình cảm của nửa kia đem tới cho bạn sự yên tâm càng tin tưởng vào tình yêu này hơn. 4. Luận về phương diện sức khỏe Về mặt sức khỏe thể trạng của người tuổi sửu có dấu hiệu suy giảm nhẹ vào tháng giáp tuất này, chủ yếu do áp lực công việc và cuộc sống bận rộn của bạn đi dẫn tới việc bỏ bê chăm sóc bản thân. Tháng này công việc nhiều, thời gian nghỉ ngơi sẽ bị thu ngắn lại. Bạn có thể gặp tình trạng mất ngủ hoặc bỏ bê ăn uống, nên có sự điều chỉnh hợp lý để đảm bảo sức khỏe cũng như nguồn năng lượng cần thiết để làm việc. Còn giấc này có thể tăng cường bổ sung dinh dưỡng và tăng cường tập thể dục để duy trì thể chất khỏe mạnh. Ngoài ra, cũng cần kiểm soát chế độ ăn uống và tránh ăn quá nhiều đồ cay nóng để tránh làm tổn hại dạ dày. Bạn có thể đi bộ, vừa phải, thư giãn sau bữa ăn cẩm nang vững vận cho từng tuổi sổ vào tháng 9 âm lịch năm 2024 như sau. 1. Tuổi kỷ sửu mệnh hỏa, năm sao kế đô, nữ sao thái dương, khẩu quyết. Thái độ làm việc nghiêm túc, chăm chỉ mang tới những thành quả tương xứng. Quý nhân phù trợ tuổi giàu, tuổi tỵ, tiểu nhân tuổi ngọ, tuổi mùi, màu sắc may mắn màu cà phê, màu vàng. 2 tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, mệnh thổ. Nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết. Cách làm việc linh hoạt và uyển chuyển trong từng tình huống. Quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Hợi, tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Mùi, màu sắc may mắn màu nâu, màu xám. 3. Tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, mệnh Mộc. Nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết chú dành thời gian và sức lực tập trung cho chuyện kiếm tiền. Quý nhân phù trợ tuổi tỵ, tuổi tý, tiểu nhân tuổi ngọ, tuổi tuất, màu sắc may mắn màu đỏ, màu đen. Bốn tuổi ất sửu sinh năm 1985 mệnh kim, nam sao thái bạch, nữ sao thái âm, khẩu quyết có thể nhận được những lời tán tịnh, những cơ hội giao lưu làm quen. Quý nhân phù trợ tuổi hợi, tuổi mão, tiểu nhân tuổi dần, tuổi thân. Màu sắc may mắn, màu trắng, màu vàng. Năm, tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, mệnh Thủy, năm sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết. Dù chịu áp lực công việc và cuộc sống bận rộn cũng đừng bỏ bê bản thân. Quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Tý, tiểu nhân tuổi Ngọ, tuổi Dậu. Màu sắc may mắn, màu nâu, màu tím.